gọi về những yêu thương và sẻ chia, bài học sâu sắc về nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Đồng Thư rất vui được gặp lại quý vị trong những bộ phim đầy cảm xúc trên kênh VTV1. Báo cáo, tôi vừa nhận được mật báo, đám tang phan quân thay đổi sang địa điểm khác, đó là khu vực Sầm Lô ạ. Thế giới ngầm trong Người Phán Xử xoay quanh ông trùm Phan Quân, một doanh nhân chuyên xét xử, dàn xếp những vụ mâu thuẫn tiền bạc, tình ái, ân oán nhằm phân chia ranh giới, làm ăn và kiểm soát quyền lực các băng nhóm xã hội đen. Bấy lâu nay chúng ta luôn đi sau thế chột một bước, thậm chí hắn còn biết từng đường đi nước bước của Phan Thị. Nhưng ngược lại, chúng ta lại không hề biết hắn đang ở đâu và sẽ làm gì. Đế chế của Phan Quân bắt đầu lung lay trước một bên là đối thủ truyền kiếp, thế chột. Những diễn biến bất ngờ tiếp theo trong phim truyện Người Phán Xử, 8:05 thứ 2 đến thứ 6 trên kênh VTV1. Những ai biết kế hoạch này? Càng ít người biết càng tốt. Cứ thế mà làm. Những bước ngoặt bất ngờ với Yu Jin Gap. Đối mặt với nhiều người nắm quyền lực và làm điều không chính đáng, Yu Jin Gap sẽ xoay sở như thế nào? Phim truyện Thanh tra lao động đặc biệt 13:10 hàng ngày. Sinh ra có một gia đình để yêu thương và được yêu thương, điều bình thường giản đơn như vậy. Nhưng đối với Phương Nam lại là cả một hành trình dài. Lựa chọn giữa được và mất, thậm chí đánh đổi nhiều thứ để nếm chút vị của tình thân. Mày ăn bánh của em, mày còn đòi hóc cả đường nữa. Mày đi ra đây, mày đi ra đây. Nghĩ đi con, sao lại đánh nhau với bọn nó hả? Bọn nó phá con trước ấy chứ. Tao nhắc lại, tao chỉ muốn yên thân thôi. Chúng mày bước ra khỏi nhà tao. Quá khứ của ông xưa rồi. Có mặt của ông khiến bọn anh ngứa mắt đấy. Cách kể chuyện dung dị, gần gũi, chú trọng khai thác nhân vật rất thật, rất đời với nhiều tâm lý phức tạp. Những diễn biến tiếp theo, phim truyện Hương Vị Tình Thân, 21:00 thứ 2 đến thứ 6 trên kênh VTV1. Khắt khe đôi khi không phải là ghét bỏ, che giấu sự thật nhiều khi cũng chỉ để những người thân yêu không bị tổn thương. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác để lắng nghe và thấu hiểu.